Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Thanh Sơn ở cây cảnh chợ Hàng. Hôm nay tôi xin giới thiệu về cây long lão hương. Cây này thì là chúng ta vẫn là sử dụng là cái cây bóng mát, và cái đường kính gốc của những cái cây này đấy thì nó vào khoảng dưới 20 cm. Và những cái cây này đấy, chúng tôi lấy về đấy thì chúng tôi cũng đã để ở vườn và cũng đã truyền bồng đầy đủ. Nếu quý vị và các bạn đến đây mua thẳng và đánh đi luôn thì là cái giá nó rẻ hơn hẳn. Thế nên mà các bạn yêu cầu là đem cái cây này vận chuyển đến chỗ các bạn tùy theo xa gần nữa đấy, thì chúng tôi phải tính là cầu đến nơi xong trồng xuống. Thế nếu mà thì cái đấy là tính công thì nó cũng dễ thôi, nhưng còn lại cái chuyện mà nếu các bạn muốn bảo hành cái cây này sống ở nhà bạn các bạn thì là nó lại cái giá thành nó lại có thể thay đổi rất nhiều, là vì là nhiều lúc cái tỷ lệ cái cây đem đi, chúng tôi có những cây đây nó cũng bắt đầu lá nó xuống rồi đấy, có cây to ở giữa mà lá nó cũng bị trên nó cũng gần như là khô rồi đấy, nên cái tỷ lệ hao hụt nó rất là nhiều. Không thể nói là những cây này truyền đạo tốt rồi là dùng các cái kỹ năng của nhà vườn là nó không hao hụt. Thế mà khi hao hụt rồi thì chúng tôi lại phải chuyển cái cây này đi, đúng không các bạn? Và đem về làm củi hoặc đem đi đâu thì cái công vận chuyển đi là phải tính này. Thế xong không may nó chết ấy, thì là chúng tôi phải thay cây khác đến. Nên cái phí bảo hành đối với cây bóng mát này nó sẽ khác hẳn với lại cái phí các bạn đến cái cây mà các bạn đến mua tại vườn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Bạn là người yêu cây? Bạn muốn được giải đáp mọi thắc mắc về kỹ thuật chăm sóc cây cảnh? Hãy tham gia vào group bằng cách tìm kiếm cộng đồng cây cảnh chợ Hàng trên Facebook. Hãy đúc chuột vào mục tham gia nhóm để được tương tác bài viết với chúng tôi nhé!